Bởi Thiên Chúa đã yêu mến thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Nó hầu ai tin vào Ngài thì được sống đời đời. Và chính ngôi hai Thiên Chúa, ngôi lời hằng sống đã truyền cho chúng ta làm công việc này. Hãy tin vào Ngài, mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho ta. Vậy các con hãy đi thâu nộp môn đồ khắp muôn dân thiên hạ, thanh tẩy chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy chúng những gì, giữ hết mọi điều ta truyền cho các con. Và này, ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý cha, kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay là đại lễ tôn vinh mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi là một tín điều căn bản và cốt yếu của đức tin Công giáo trong sách Cẩm nang đức dục của Thánh Anh Phong. Phần chú giải về giáo lý một Chúa ba ngôi có xác định như sau: mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là một chân lý tối cao và tối cần cho phẩm giá con người. Nhờ mầu nhiệm này mà ta mới khám phá ra mỗi một con người có một nhân vị. Vì trước khi có mặc khải một Chúa ba ngôi, nhân loại chưa hề biết thế nào là bản vị con người. Chỉ trong các thần vị của ba ngôi Thiên Chúa, ta mới hiểu được ý nghĩa chân chính của nhân vị và hiểu đúng nguồn gốc và nền tảng của các ngành học luân lý, xã hội, chính trị. Trích sách Cẩm nang đức dục, trang 35. Kính thưa anh chị em, tín điều một Thiên Chúa ba ngôi thật quan trọng, bởi vì đây là chân lý nền tảng của niềm tin và mọi sinh hoạt trong giáo hội Công giáo chúng ta. Cụ thể hơn, mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là căn nguyên và cơ bản của Đức Thiên Chúa. Do đó, không có mầu nhiệm này thì không có nước trời. Nói cách khác, Thiên Chúa ba ngôi chính là nước trời. Vì vậy, giáo hội Công giáo xác quyết và công bố đây là một tín điều. Kính thưa anh chị em, khi anh chị em nghe nói đến hai chữ tín điều thì người Công giáo phải hiểu ngay đó là những điều bắt buộc phải tin. Bằng không thì ta tự biết mình không phải là người Công giáo. Sách Giáo lý Công giáo điều khoản 88 định nghĩa tín điều là: khi giáo hội đề ra những chân lý chứa đựng trong mặc khải của Thiên Chúa dưới hình thức một sự bó buộc, dân Kitô giáo phải tin với một niềm tin không thể rút lại. Và kính thưa anh chị em, khi nghe nói đến Thiên Chúa ba ngôi là một mầu nhiệm đức tin thì chúng ta chẳng thấy đó có vấn đề gì. Hoặc khi tuyên bố rằng Thiên Chúa ba ngôi là một chân lý siêu nhiên, ta cũng chẳng cảm thấy bị đụng chạm. Nhưng khi nghe đến Đức Chúa Trời ba ngôi là một tín điều thì có người phản ứng, và phản ứng mạnh, phản ứng ngay. Bởi hai chữ tín điều hàm chứa một cái vấn đề, đó là vấn đề bắt buộc hoặc bó buộc phải tin. Thế nên anh chị em, trong một xã hội văn minh tự do, chúng ta bất cứ điều gì mà có kèm theo hai chữ bắt buộc hay là bó buộc thì sẽ khiến cho người ta lấy làm chói tai hoặc là cảm thấy khó chịu. Tại sao bắt buộc? Nhất là bắt buộc tôi phải tin. Kính thưa anh chị em, sống trong một xã hội lấy quyền tự do làm nền tảng, nhiều người mang ấn tượng sai lạc cho rằng vì là một xã hội tự do đó không có gì bắt buộc cả. Đó là một sự hiểu lầm và lầm to. Tự do không có nghĩa là không có lệ luật bó buộc. Lấy một ví dụ hết sức cụ thể làm điển hình, đó là luật giao thông. Đâu có phải bởi vì sống tại nước Úc này, một đất nước tự do, nên anh chị em khi lên xa lộ thì tùy ý muốn lái xe như thế nào thì lái. Đâu có phải giữa ban đêm hay là ban hôm anh chị em có quyền tắt đèn, đặt ga, chạy một lúc hai len chơi cho vui được. Chạy xe kiểu đó thì chắc chắn nếu không gây tai nạn hoặc án mạng thì cũng bị cảnh sát chặn lại và phạt cho. Lúc đó anh chị em không thể nào biện minh nói với cảnh sát rằng tại sao mấy ông cảnh sát này bắt phạt tôi. Đất nước này là đất nước tự do mà, nên tôi muốn chạy xe như thế nào thì chạy chứ. Mấy ông không được quyền bắt buộc hay bó buộc tôi. Kính thưa anh chị em, ai mà làm hay là nói như thế thì chúng ta sẽ cho rằng người ấy mang bệnh thần kinh.
Nói tóm lại, tự do không nghĩa là muốn làm gì thì làm. Tự do không phải là không có luật buộc. Do đó phản ứng hay là cảm ứng dị nghị đối với các tín điều bó buộc của giáo hội thật không hợp lý. Vì tất cả những gì giáo hội bó buộc phải tin, các tín điều đều đem lại lợi ích cho chúng ta về mặt, mỗi mặt, từ cá nhân đến gia đình, từ gia đình đến cộng đoàn, từ cộng đoàn đến xã hội, từ xã hội đến thế giới. Vì vậy, khi nói đến tín điều một Chúa ba ngôi, ta phải hiểu ngay rằng giáo hội đòi buộc phải tin, có nghĩa là hạn chế hay là áp chế sự tự do của anh chị em. Trái lại, nhờ tín điều này, chúng ta hiểu rõ hơn về Thiên Chúa và tìm được tự do hơn để đến với Ngài, yêu mến Ngài và phụng thờ Ngài. Vậy thì chúng ta phải hiểu tín điều một Chúa ba ngôi như thế nào đấy. Kính thưa anh chị em, có ba mặt chúng ta cần phải hiểu. Thứ nhất, tín lý. Thứ hai, cảm nghiệm. Và thứ ba, thực tiễn. Tín lý, cảm nghiệm và thực tiễn. Thứ nhất, tín điều một Thiên Chúa ba ngôi dạy gì? Kính thưa anh chị em, Thánh Giáo phụ Athanasio năm 293 đến 373 xác định về tín điều này trong Kinh Thánh Kính của Ngài, còn gọi là Qui cum que vot, như sau: Ngôi Cha là Thiên Chúa, Ngôi Con là Thiên Chúa và Ngôi Thánh Thần là Thiên Chúa, song không phải là ba Thiên Chúa nhưng là một Thiên Chúa. Nói tóm lại, người Công giáo xác tín rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và trong Thiên Chúa có ba ngôi vị. Tuy có ba ngôi nhưng là một Chúa. Nói cụ thể, ba ngôi Thiên Chúa là một thực tại thông hiệp bất khả phân ly của Đức Chúa Trời. Đó là tín lý về một Chúa ba ngôi nhất thể tam vị. Thứ hai, cảm nghiệm. Để cảm nghiệm được lợi ích của chân lý một Thiên Chúa ba ngôi, chúng tôi xin lấy ba câu chuyện làm ví dụ điển hình và xin anh chị em cùng với chúng tôi nghiệm xét ý nghĩa mầu nhiệm cao cả này. Có lẽ chúng tôi nói về tín điều tín lý, anh chị em thấy nó trên trời, trên cao, trên mây đó. Nhưng mà chúng ta đi vào trong thực tiễn của cảm nghiệm, thực tế của cảm nghiệm, chúng ta sẽ thấy, chúng ta nghiệm xét mầu nhiệm cao cả này. Câu chuyện thứ nhất, ngày xưa có một cụ già neo đơn vất vưởng, cả đời cụ đi tìm bạn tri kỷ nhưng chẳng hề gặp được người yêu. Chiều chiều cụ có thói quen ra đồng tản bộ để khuây khỏa nỗi cô đơn chồng chất qua nhiều năm tháng. Đang lúc vui hưởng cảnh vầng thiên ô lắng chìm xuống chân trời Tây và hít lấy bầu không khí trong lành của buổi chiều hôm, thì bỗng cụ ông nghe tiếng nói yêu kiều trong trẻo bên tai: cứu tôi với, cứu tôi với. Ông cụ giật mình nhìn xung quanh, lòng phân vân không biết ai gọi mình, nhưng rồi cụ chẳng tìm thấy bóng người nào cả. Cụ tiếp tục rảo bước an nhiên thưởng thức quang cảnh trời mây. Một lần nữa giọng nói dễ thương kia lại vọng lên: cứu tôi với, cứu tôi với. Lần này cụ ông để ý hơn nên nhìn xuống dưới đường mương bên cánh đồng thì thấy có một con ếch. Cụ lấy làm lạ nên thò tay xuống chụp lấy ếch, đem ếch lên gần quan sát thật kỹ. Cô có phải mình vì tuổi già nên loạn trí tưởng tượng ra chuyện vô cớ hay là vớ vẩn, hay chính con ếch này nó biết nói thật? Bỗng nhiên con ếch đá lông gieo một cái với cụ ông rồi mở miệng ra giọng thật ngọt ngào: anh ơi, em quả thực là một tiên nữ đội lốt ếch, chỉ cần anh hôn em một cái thì em sẽ hóa ra một nàng tiên tuyệt đẹp cho anh. Em sẽ yêu anh và tùng phục anh trọn đời trọn kiếp. Em trầm tư mặc tử một hồi, cụ ông bắt con ếch bỏ vào túi rồi tiếp tục tản bộ. Con ếch nằm trong túi áo nhìn lên cụ ông và cự nữ: anh à, sao anh lại không hôn em vậy? Cụ ông đáp lời: thú thật với mày, lão này nay tuổi cũng đã cao rồi, lão mà lấy mày làm vợ ở tuổi này thì có chuốc họa vào thân thôi. Hơn nữa, được tiên thì tốn tiền lắm,
thà có một con ếch biết nói còn vui hơn được một tiên nữ cứ lải nhải đòi đủ điều. Xong câu chuyện thứ nhất. Và đây là câu chuyện thứ hai. Trong tiểu thuyết Zoba người Hy Lạp, Zoba có kể lại một ngày nọ, lúc ấy tôi còn nhỏ lắm, chắc là tuổi của các em thiếu nhi, 5-6 tuổi, 4-5 tuổi gì đó, ông nhi. Một ngày nọ, tôi nhỏ lắm, ông nội tôi bồng tôi đặt trên đầu gối, ông giơ tay lên đầu dường như muốn chúc phúc cho tôi. Ông nói, Zoba, ông muốn tiết lộ cho con một bí mật. Bây giờ con nhỏ quá, còn nhỏ quá nên chưa hiểu nổi, nhưng sau này khi lớn lên con sẽ hiểu. Con hãy lắng nghe đây. Thánh mình ca ngợi Thiên Chúa rằng một lời Chúa phán tạo ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú, muôn ngàn tinh tú trong vũ trụ, và 9 tầng trời cao ngất mây xanh cũng không đủ độ chỗ để chứa đựng Thiên Chúa. Vậy mà con có biết không, quả tim của con người là nơi chứa đựng được Thiên Chúa, và Ngài thích cư ngụ ở đó con ơi. Con à, bây giờ ông chúc lành cho con đây. Xong, hãy nhớ và hãy thận trọng, đừng bao giờ xúc phạm đến con tim của bất cứ một ai trên đời này, vì đó là nơi Chúa ngự. Xong câu chuyện thứ hai, và đây là câu chuyện thứ ba, câu chuyện cuối cùng. Một người đàn ông lái xe đến một tiệm hoa định đặt mua một bó hoa. Bó hoa nhờ bưu điện gửi về cho mẹ già, vì mẹ của ông ta ở cách xa đến 300 cây số. Ông đậu xe lại và mở cửa xuống xe thì thấy bên góc đường có một em bé gái đang ngồi sùi sụp khóc. Ông cảm thấy tội nghiệp nên đến gần hỏi em, có chuyện gì không? Cậu bé trả lời, dạ thưa bác, cháu chỉ muốn mua một cành hoa hồng để tặng cho mẹ cháu, nhưng cháu chỉ để dành được có 75 xu thôi, mà một cành hoa lại tốn đến $2 lận. Người đàn ông kia mỉm cười nói, không sao đâu, đi theo bác vào đây, bác mua cho cháu. Ông mua cho đứa bé một cành hoa hồng, rồi cũng đặt một bó hoa gửi về cho mẹ già. Khi ra khỏi tiệm, ông hỏi đứa bé, có muốn quá giang về nhà không? Đứa bé trả lời, dạ, cảm ơn bác, nhờ bác chở cháu đến với mẹ cháu. Rồi cô bé chỉ đường cho ông ta lái xe đến nghĩa địa. Khi đến ngôi mộ của người mẹ, đứa bé gái vừa đặt hoa lên nắm mộ, vừa vui vẻ vừa nói, mẹ ơi, con đem hoa đến tặng mẹ nè. Nhìn thấy cảnh tượng đứa bé gái thương nhớ mẹ, người đàn ông kia quay trở lại tiệm hoa, hủy bỏ vụ đặt hoa, mua một bó hoa, rồi lái xe 300 km về tận nhà thăm mẹ già và đích thân trao tặng đó hoa đưa cho mẹ. Kính thưa anh chị em, như lời đã hứa, đó là 3 câu chuyện và cũng là 3 cảm nghiệm. Tuy nhiên 3 câu chuyện này có liên hệ gì đến với nhau? Có liên can gì đến mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi và nhất là đến chúng ta? Kính thưa anh chị em, câu trả lời cho các câu hỏi trên là khía cạnh thứ 3, áp dụng thực tiễn tín điều một Chúa ba ngôi nhất thể tam vị. Kính thưa anh chị em, 3 câu chuyện trên đây đều là làm chứng cho một thực tại, đó là trong tâm lòng, tâm hồn của mỗi một con người chúng ta trên thế gian này đều sôi sục một nỗi khát khao vô tận. Con người khát khao được kết hiệp trong tình yêu. Nỗi khao khát này mạnh mẽ đến mức độ con người sẵn sàng đồng hiệp với một con ếch để vơi đi nỗi cô độc. Nói tóm lại, muốn được làm người toàn vẹn, con người ta phải kết hiệp. Muốn được toàn vẹn, con người ta cần tình thương, bởi vì tình thương kết hiệp. Muốn thật sự toàn vẹn, con người phải có người để yêu và được người yêu. Muốn thật sự toàn vẹn, con người phải có người để yêu và được yêu. Đó là một thực tại hiển nhiên, kính thưa anh chị em. Trong quyển The Reality Therapy, trị liệu thực tại, nhà tâm lý William Glasser
nói rằng trong mỗi một con người đều có hai nhu cầu: nhu cầu tình yêu và nhu cầu giá trị. Chúng ta muốn yêu và được yêu, đồng thời chúng ta muốn có giá trị với đời sống bản thân mình và với người khác. Ông Glasser, theo ông, tất cả mọi căn bệnh tâm thần của con người đều có liên can đến vấn đề thiếu được thông cảm. Ai cũng cần được người chấp nhận ta cách vô điều kiện, nhưng đồng thời không ngại ngừng xây dựng ta khi mỗi khi ta lầm lỡ vì vô trách nhiệm. Thế nên anh chị em khi nhìn vào thực tế, có bao giờ anh chị em xét lại lúc nào trong cuộc sống là lúc hạnh phúc nhất? Lúc nào là lúc hạnh phúc nhất trong đời của anh chị em? Cho nên anh chị em xét lại và xét cho kỹ trong những ngày tĩnh tâm đại phúc này. Bảo đảm với anh chị em, giây phút hạnh phúc nhất là khi chúng ta nhìn thấy một đứa bé được mẹ ôm ấp vào lòng, được cha bồng lên vai bên vai, được người nhà chấp nhận, được người thân lắng nghe và được ở chung với người mình yêu. Anh chị em biết điều này mà chúng ta hạnh phúc, bởi vì anh chị em có đặt trên bàn ăn cao lương mỹ vị mà một mình thôi, ăn làm sao cho trôi. Chúng ta chỉ có cơm tí xíu, một chút canh cho uống thôi, một chút chanh, nước mắm, thế là đủ rồi, quá hạnh phúc rồi, bởi vì có người ăn với mình. Kính thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ, nói tóm lại hạnh phúc đến với chúng ta khi chúng ta được kết hiệp và đến một với nhau, có nhau, ở với nhau. Và trái lại, anh chị em mường tượng hay là thử tưởng nhớ đến những cảm nghiệm đau khổ, chúng ta thử xét lại giây phút nào là giây phút khổ đau và bất hạnh nhất cuộc đời của mình. Có phải lúc bị run rẩy, lúc bị bỏ rơi, lúc bị làm ngơ, bị phản bội, bị chia phôi hoặc ly dị? Có phải khi chúng ta nhìn ra ngoài cửa và thấy ai nấy cũng có nhau, trong khi đó thì mình chỉ có một mình? Sự thật là ngay cả trong việc ăn uống, anh chị em thấy có bao giờ mà vui một mình được đâu. Bởi vậy chúng ta ai nấy cũng đều hiểu rõ tại sao hình phạt nặng nề nhất dành cho con người là bị cô lập, biệt giam trong tù. Biệt giam đấy, anh chị em, khi mà tách ra khỏi xã hội con người rồi, đó là một hình phạt đó. Và trong tù còn biệt giam nữa, để cho người ở một mình cô đơn, hình phạt nặng nhất. Tù trung con người lấy làm bất hạnh khi không được thông hiệp với người khác. Và kính thưa anh chị em mầu nhiệm, một Thiên Chúa Ba Ngôi là câu trả lời cho nỗi khao khát nơi lòng con người. Chân lý một Chúa Ba Ngôi là thần dược chữa trị nỗi cô đơn khắc khoải của con tim nhân loại. Tín điều một Chúa Ba Ngôi là bảo đảm hạnh phúc vĩnh viễn mà Thiên Chúa tặng ban cho con người, vì Thiên Chúa Ba Ngôi là dấu ấn tình yêu, là dấu chỉ hiệp nhất. Chỉ ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi chúng ta mới tìm được niềm an vui và hiệp nhất chân thật. Vì Thiên Chúa Ba Ngôi là một thực tại hiển nhiên, thấm nhuần và thâm nhập vào mọi sinh hoạt của người Công giáo. Tất cả mọi việc người Công giáo làm, từ việc nhỏ đến việc lớn, đều nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ sáng sớm tinh sương, khi vừa tỉnh dậy, ta làm dấu đánh giá nhân ngày, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Trước khi chúng ta dùng cơm nước, ta lại nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi mà tạ ơn. Mỗi khi lâm cảnh gian nan phải lo âu phiền muộn, ta kêu cầu nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhất là trong mọi việc cao quý thánh thiện như các bí tích Công giáo, chúng ta luôn luôn nại vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Anh chị em nhớ trong bí tích Thánh Tẩy, ta nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi mà rửa tội, đến phép giải tội. Ta nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa mà nhận lãnh ơn tha thứ, rồi đến phép thánh thể. Ta nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa mà truyền phép. Trong phép thêm sức, ta cũng nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi mà lãnh lấy quyền năng và sức mạnh của Đức Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu truyền dạy thật chí lý, Ngài nói ta ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Thật vậy, tất cả mọi sinh hoạt của giáo hội đều có sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Kính thưa anh chị em, chúng ta nói về tín điều tín lý thì chúng ta thấy khó hiểu đó, nhưng mà anh chị em nhìn lại đi, Thiên Chúa Ba Ngôi thấm nhuần và thâm nhập vào tất cả mọi sinh hoạt của người Công giáo. Ba Ngôi Thiên Chúa là mối tình liên kết mọi người nên một. Anh chị em thử nhớ lại, trong mỗi một buổi họp hay trước một nghi lễ,
cách nào là cách tốt nhất để và thực hiện nhất để kết hiệp mọi người với nhau. Nhớ lại khi bắt đầu thánh lễ chúng ta làm gì, chúng ta nhớ cha chủ tế, cha giám đốc làm gì. Chúng ta làm rất là thận trọng và tôn nghiêm. Rồi kết lễ chúng ta đi với ơn gì? Hiển nhiên anh chị em đã biết rồi, ta đến với nhau nhân danh ba ngôi Thiên Chúa và ta ra đi với phép lành của Thiên Chúa ba ngôi. Chỉ trong ba ngôi Thiên Chúa ta mới thực sự được nên một kết hiệp với nhau hạnh phúc thật. Vì Thiên Chúa ba ngôi là căn nguyên, là nền tảng và thực tại thiên đàng. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương thế gian như thế đó, đến nỗi đã phó nộp con mình cho nhân loại. Ngõ hầu ai tin vào Ngài thì được ơn cứu độ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.